Kính chào anh chị em, trong chị kênh chứng khoán Hận Phạm Stone. Thị trường kết thúc phiên trong một trạng thái giảm điểm. Vừa ngày 6 tuần trước, thị trường có một trạng thái rút chân tăng điểm. Thời điểm đó, nhiều anh chị em chúng ta cảm thấy rất là hào hứng. Chúng ta đang nghĩ về cái viễn cảnh đầu tuần này thị trường sẽ có một trạng thái kéo tăng mạnh mẽ. Nên anh chị em chúng ta nhảy vào mua bất chấp ở thời điểm đó. Thậm chí chúng ta mua cả ở trong phiên ATC. Nhưng chỉ với một cái phiên giảm điểm ngày hôm nay, có thể anh chị em chúng ta đang cảm thấy rất là lo lắng, có những cái sự chán nản nhất định, thậm chí chúng ta nhìn cái tình hình vĩ mô tự nhiên nó bị xấu đi, đúng không ạ? Rõ ràng vận động thị trường hiện tại đang không mang lại nhiều những cái sự an toàn cho anh chị em chúng ta, mà đa phần là những cái sự rủi ro. Anh chị em chúng ta cứ mua cổ phiếu dạo vừa rồi thì chúng ta sẽ phải cắt lỗ nhiều hơn là chúng ta có những cái khoản lãi cho mình. Với anh chị thấy được thị trường nó toàn ép anh chị em chúng ta phải bán ở những cái vùng giá rất thấp trong hầu như cả phiên, và nó chỉ kéo tăng điểm ở thời điểm 5 phút cuối phiên hoặc là trong phiên ATC thôi. Nên anh em chúng ta có mua thì lại phải đua cao, tức là chúng ta cứ bán thấp và chúng ta mua cao. Và do hiện tại em đang gọi là cái đoạn thị trường đang bò tung xẻo tài khoản của nhà đầu tư chúng ta. Lý do rất đơn giản, anh chị em chúng ta hãy nhìn lên cái chart đồ thị giúp em. Vì thị trường của chúng ta hiện tại đang cho chúng ta biết nó đang nằm trong cái xu hướng đi xuống trong ngắn hạn, tức là một cái trạng thái sideways down đây. Anh chị có thể nhìn thấy được một cái trạng thái sideways down. Nên cứ cái đáy sau lại thấp hơn đáy trước, đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước. Nên chúng ta cứ mua vào, chúng ta bị bò tùng xẻo là như vậy. Chúng ta khó có những khoản lợi nhuận là như vậy chứ nhá. Bởi vì chúng ta đang cố gắng đi ngược với một cái dòng nước lũ. Đó cái điều lý do vì sao để lý giải cho chúng ta đang bị lỗ nhiều hơn là lãi trong cái đoạn thị trường hiện tại. Và với đối với anh chị em ta mà có bắt đáy trong cái phiên giao dịch của ngày hôm thứ 6 vừa rồi, chưa chắc hàng về ngày mai anh chị em ta đã có những khoản lợi nhuận. Nếu như anh chị em ta mua sai những cái mã cổ phiếu, nên trong cái zoom của em hiện tại hay cả trên video của em trong những cái video gần đây, em vẫn khuyên anh chị em chúng ta là hãy đợi thị trường cân bằng trước khi chúng ta có thể quay trở lại thị trường. Và nếu như có những cái nhịp hồi trong ngắn hạn lên cái vùng giá khoảng 1.100 đến vùng giá khoảng 1.105 điểm, thì anh chị em chúng ta sẽ ưu tiên bán những cái mã cổ phiếu trong danh mục của mình ra. Cái nội dung đó tiếp tục được em chia sẻ rất là rõ trong cái bản tin sáng ngày hôm nay trong cái zoom của em, anh chị có thể nhìn thấy được là em đang đánh giá hiện tại cái chiến lược mà chúng ta có thể là kỳ vọng, đó chính là gì? Khi mà thị trường nó hồi lên cái vùng cản ở vùng giá 1.100 đến vùng giá 1.105 thì nhà đầu tư chúng ta đang có những vị thế quanh giá vốn và chỉ lãi nhẹ đấy, hoặc là chúng ta đang rất dễ bị lỗ ngược ấy, thì chúng ta phải bán những cái mã cổ phiếu của mình ra. Và em chỉ khuyên đối với anh chị em chúng ta mà đang có những khoản lãi trên 10% thì chúng ta có thể là xem xét giữ được, bởi vì chúng ta có thể chấp được một cây sàn anh chị nhá. Nhưng cơ bản hiện tại thì em thấy được cái vị thế của nhà đầu tư chúng ta đều là những cái trạng thái lãi nhẹ thôi, hoặc đang quanh giá vốn, thậm chí đang bị lỗ, thì chúng ta phải xử lý cái thị trường hồi về những vùng cản như vậy. Và do hiện tại thì chúng ta chỉ nên tham gia với tỷ trọng 30% cổ phiếu thôi. Nhưng đối với cái bản thân em hiện tại ấy, thì em đang đưa về cái tỷ trọng khoảng 10% cổ phiếu thôi chị nhá. Đấy, thì em đang khuyên là tối đa hiện tại chúng ta chỉ nên duy trì với tỷ trọng khoảng 30% cổ phiếu thôi cho nó an toàn cái tài khoản chị ạ. Ở thời điểm này chị em ta sẽ nhìn thấy được rất là nhiều những cái kênh chứng khoán lớn, kênh chứng khoán có tiếng, họ vẫn chưa nhận ra cái điều là thị trường của chúng ta đang trong một cái xuống đi xuống, hoặc là họ có thể đã nhận ra rồi nhưng người ta không dám thừa nhận anh chị nhá. Người ta không dám thừa nhận là thị trường đang có cái trạng thái đi xuống, vẫn bảo là thị trường của chúng ta đang trong cái uptrend rất là mạnh, không chỉnh nữa đâu, nào là vai đầu vai ngược, nào là cái hỗ trợ 1.075 điểm đây là cái hỗ trợ cực kỳ cứng không thể thủng được, đúng không ạ? Nào là chúng ta đang có cái bùng nổ theo đà của ngày 8/11, nó bảo kê cho anh chị em ta, anh chị cứ mua đi, cứ múc đi, không cần phải giữ, không cần phải sợ, cứ mua đi, và bảo anh chị em ta phải giữ anh chị nhá. Nhưng anh chị em chúng ta phải nhìn giúp em xong cái chỉ số VN30 đây. Anh chị nhìn sang cái chỉ số VN30 giúp em, có phải cái chỉ số VN30 đây, cái cây bùng nổ theo đà của ngày 8/11 nó đã bị hỏng không ạ? Nó đã bị hỏng hoàn toàn rồi, nó thủng rồi và nó đang tạm thời bị hỏng rồi chị nhá. Thì khi mà cái chỉ số VN30 nó hỏng rồi thì anh chị nghĩ rằng cái chỉ số VNX nó có đi theo không ạ? Cái khả năng rất cao là nó sẽ đi theo trong cái thời gian tới. Rất hiếm kênh trong đoạn thị trường hiện tại đang view cho chúng ta là thị trường đang có những cái rủi ro để cho anh chị em chúng ta đề phòng. Đấy, nên có thể tâm lý nhà đầu tư chúng ta xem nhiều kênh người ta vẫn view thị trường đang đi lên, có thể chúng ta đã bị kỳ vọng quá mức, và nếu như chúng ta không cẩn trọng, anh chị em chúng ta có thể gặp phải những cái rủi ro không mong muốn trong thời gian tới anh chị nhá. Tất cả chúng ta đang xem đây, tất cả chúng ta đang làm việc với nhau ở đây là trên đồ thị kỹ thuật. Chúng ta không suy đoán, chúng ta không tìm kiếm những cái lý do bên ngoài, chẳng hạn như lãi suất ngân hàng rẻ hay chỉ số DXY nó đang giảm, chúng ta không cần điều đó. Anh chị chúng ta chỉ cần làm việc trên đồ thị kỹ thuật đây. Chúng ta đang nhìn thấy rõ ràng nó đang bảo là tao đang trong cái xuống đi xuống, mày đừng có tham gia vào không ta sẽ lấy tiền mày. Rõ ràng thị trường đang kể câu chuyện đó đúng không chị? Thì chúng ta không nên đi ngược chị em. Đó, chúng ta đang làm việc với nhau là gì? Là trên cái đồ thị kỹ thuật đây. Và em đang phân tích cho anh chị trên đồ thị kỹ thuật. Nó đi xuống em bảo với chị em ta những cái rủi ro. Thị trường đang rõ ràng tạo cái chen xuống đi xuống ở đây rồi, chúng ta có thể nhìn thấy được. Những cái lý do những cái người đó có thể không thừa nhận, có thể là vì cái tôi của họ cao quá, hoặc có thể họ không dám nhận họ sai, bởi vì
Chả lẽ ngày hôm vừa cái tuần trước thôi anh chị em chúng ta thị trường sẽ vào cái uptrend rất là mạnh, anh chị em chúng ta phải mua cổ phiếu đi, không thì chúng ta sẽ hết những cái vùng giá tốt nhất anh chị nhá. Vừa bảo anh chị em ta mua full margin, thế chẳng lẽ đến cái phiên hai ba phiên sau lại bảo thị trường của chúng ta gãy chen rồi, thị trường của chúng ta có khả năng sẽ đi vào cái pha điều chỉnh ở dạng phía sau, bảo anh chị em ta sẽ bán hạ cổ phiếu, thế anh chị em ta sẽ cảm thấy rất là bị bất đồng với quan điểm của chúng ta, sẽ rất là khó để follow anh chị em. Đấy thì thị trường em đã view với anh chị em ta từ cái phiên giao dịch của ngày hôm 17 tháng 11 sau cái phiên bô đó, em đã chia sẻ với anh chị em ta là thị trường có khả năng sẽ hồi và nó sẽ điều chỉnh tiếp đấy, và nó sẽ bước vào quá trình điều chỉnh phía sau. Em đã view anh chị từ điểm đó rồi để cảnh báo với anh chị em ta rồi đấy, khi nó có rủi ro thì em bảo. Còn không phải đến thời điểm này em thấy ở đây vẫn có rất nhiều người hôm mua chứ, tức là người ta sẽ hôm mua full margin, full tỷ trọng cao ấy. Đấy thì chúng ta phải đưa ra những cái nhìn nó thực sự là khách quan này nhỉ. Đấy bởi vì có thể những người đó người ta là kênh lớn rồi, người ta chẳng em vừa hôm trước bảo anh chị em ta là uptrend lớn, nếu hôm sau người ta lại bảo anh chị em ta thị trường rủi ro, anh chị em ta bán đi, thì rất là khó để cho chúng ta có thể làm được điều đó, đúng không anh chị? Đấy thì anh chị em ta cần phải có gì, cái nhìn khách quan, đưa ra quyết định đúng nhất cho cái dòng tiền của mình, cho những cái đồng tiền của mình, anh chị em ta có thể gì tránh được những cơn bão phía sau. Cẩn thận anh chị em, cẩn thận nghe những cái người đó, và chúng ta gì từ đang từ lãi có thể chúng ta sẽ chuyển sang những khoản lỗ và chúng ta bị kẹt hàng thì rất là mệt mỏi anh chị nhá. Tránh để đến khi nó xảy ra rồi, những cái biến động mới rồi, biến động mạnh rồi, chúng ta mới bắt đầu chúng ta đi hỏi là bây giờ xử lý ra sao thì chúng ta có thể mua rồi, bởi vì chúng ta đã gì không xử lý được ở những cái thời điểm đó thực sự là tốt anh chị ạ. Còn bây giờ em sẽ phân tích của anh chị em chúng ta về cái vận động chi tiết trên góc nhìn đồ thị kỹ thuật, xem trong cái phiên dịch của ngày mai thị trường của chúng ta nó sẽ vận động ra sao, chúng ta cần phải đưa ra những hành động gì để chúng ta sẽ phù hợp với cái bối cảnh thị trường hiện tại anh chị ạ. Thì trước khi đi vào cái dung đó thì rất là hy vọng anh chị em đang xem video của em ủng hộ em bằng việc anh chị hãy ấn vào cái nút thích trên video, cũng như là anh chị ấn vào cái phần đăng ký kênh để sắp tới những video tiếp theo anh chị sẽ là người cập nhật đầu tiên. Bởi vì những cái chia sẻ em nó miễn phí nhưng nó sẽ có thể mang lại cho anh chị em chúng ta rất là nhiều những cái quyết định phù hợp đối với từng cái bối cảnh thị trường anh chị em. Và anh chị em chúng ta muốn cập nhật chi tiết về những cái điểm mua điểm bán của những cái mã cổ phiếu trong đoạn tới khi thị trường đạt một trạng thái cân bằng, anh chị em chúng ta hiện tại về thì em sẽ hỗ trợ anh chị em ta cơ cấu cái danh mục của mình. Và anh chị em chúng ta muốn cập nhật những cái tin tức, tức là cập nhật từng cái diễn biến trong phiên của thị trường của chúng ta nó tốt hay nó xấu nên chị tham gia với những khách hàng của em, trong đó anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với nhau và em sẽ đưa cho chị những cái cập nhật sớm nhất. Hỏi chị có thể tham gia cái Zoom cộng đồng em để bên dưới phần bình luận của video này, để trong đó thì em cũng sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta những cái giải đáp về những cái mã cổ phiếu anh chị em ta muốn hỏi, cái mã nào sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta, và anh chị em chúng ta có thể là tham gia Zoom theo hình thức là Zoom thu phí được anh chị nhá. Đấy thì anh chị có thể tham gia, nếu như chị chưa có tài khoản, anh chị em ta mới biết đến kênh của em, anh chị chúng ta chưa muốn theo dõi em thì anh chị có thể tham gia Zoom cộng đồng của em. Zoom cộng đồng thì hoàn toàn miễn phí thôi anh chị nhá. Đấy thì anh chị có thể là join theo đường link bên dưới phần bình luận của em. Và anh chị em chúng ta mà có cái đam mê về chứng khoán, anh chị em ta muốn phát triển công nghiệp, công việc liên quan đến môi giới thì anh chị có thể liên hệ với em để tham gia là cộng tác viên bên em. Hiện tại bên em đang tuyển và chúng ta sẽ đồng hành và em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta trong thời gian tới để phát triển công việc này anh chị nhá. Đấy. Tiếp theo anh chị em sẽ đánh giá của anh chị em chúng ta về cái vận động thị trường của chỉ số VN-Index ngày hôm nay, thì anh chị có thể thấy được là về mặt điểm số thị trường ngày hôm nay nó giảm đâu đó khoảng 7,55 điểm, tương giảm 0,69%. Tiếp theo anh chị có thể nhìn thấy được một yếu tố cực kỳ là gì, cực kỳ là quan trọng, đó chính là yếu tố về khối lượng. Thì cái khối lượng trong phiên giao dịch của ngày hôm nay là một cái khối lượng giao dịch thấp anh chị, là một cái khối lượng giao dịch thấp, thì cái khối lượng giao dịch thấp đây đánh giá là không tốt. Đấy, em đưa luôn quan điểm cho anh chị ta, em đánh giá ngày hôm nay là một cái khối lượng không tốt bởi vì nó thể hiện cho cái dòng tiền quá là yếu ớt ở đây anh chị nhá. Còn cái việc thị trường ngày hôm nay nó giảm như vậy em đã đánh giá ngay từ trong phiên sáng trong cái Zoom của em rồi, và em còn đưa ra cái con số chính xác cho thị trường của chúng ta nó sẽ giảm về vùng giá khoảng 1088, tức là em đưa đúng con số đó cho anh chị em ta luôn đấy, chị có thể nhìn thấy được trong cái bản tin sáng em đã chia sẻ cái vận động thị trường có thể nó sẽ phải test trở lại chứ nhé. Rồi ở 10:15 về thị trường khả năng mấy phiên đầu tuần sẽ đi loanh quanh ở đây, và hôm nay nếu như đỏ nhẹ vốn thấp thì mai có thể hồi phục anh chị nhá, mai có thể hồi phục. Và trước mắt em đang view về vùng giá 1100 đến vùng giá 1105, và cái kịch bản về vùng giá 1088 đã view ở thời điểm 11:02 là em thấy thị trường ngày hôm nay có thể test về tầm 1088 điểm, khả năng nó kéo trở lại chị nhá. Đấy, nếu như giữ được vùng giá 1088 và cái vùng thấp thì khả năng sẽ có hồi, và em đang view hồi để chờ điểm bán tốt nhất, còn mua mới thì chưa vội nhá. Liên tục là em bảo là trước mắt em sẽ chưa mua chị nhá, trước mắt là em sẽ chưa mua, em sẽ chỉ canh lên đó và em sẽ đưa cho chị những cái vùng giá mà chúng ta có thể là bán cổ phiếu. Đấy, quan điểm của em nó xuyên suốt như vậy thôi, được chưa? Đến bao giờ thị trường test trở lại, xác nhận dòng tiền vào thì khi đó em mới tham gia trở lại. Còn bây giờ cứ hồi lên đi, cứ hồi lên là em sẽ tạm thời em sẽ hạ bớt cái mã cổ phiếu mình ra. Đấy chị nhá. Đấy thì cái view của em ngày hôm nay thị trường đã test về cái ngưỡng 1088 và nó đúng về vùng giá 1088, nó không sai cái gì cả chị nhá.
Đấy thì đó là cái hệ thống có thể nhận diện cho anh chị em ta biết được cái lý do vì sao nó có thể rơi về vùng giá đó chị ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết. Nếu như chúng ta xét về cái mặt kỹ thuật thì trong cái phiên giao dịch của ngày hôm nay chính là một cái phiên thị trường nó sẽ test lại cái cây giảm điểm cực kỳ mạnh của trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 1, và với một trạng thái là test trở lại cái cây giảm đỏ đó với cái vol thấp hơn thì có thể thị trường của chúng ta có cơ hội để phục hồi trong cái phiên giao dịch của ngày mai. Nhưng anh chị em chúng ta lưu ý cho em, cái nhịp hồi này là cái nhịp hồi bật tăng kỹ thuật trong một cái xu hướng đi xuống, không phải là hồi lên để chấm dứt cái xu hướng giảm điểm anh chị nhá. Nó chưa đủ cái tín hiệu để chấm dứt cái xu hướng giảm điểm đây. Mà anh chị nhớ cho em, giảm hôm nay test trở lại đây để ngày mai nó bật tăng hồi kỹ thuật lên bên trên và sau đó có thể sẽ tiếp tục cái quá trình giảm điểm phía sau anh chị nhá. Còn cái vốn ngày hôm nay thì anh chị em nay em đánh giá nó không tốt từ bên trên rồi, bởi vì nó thể hiện cho cái lực cầu tham gia cực kỳ là yếu ngày hôm nay nhé. Nó thể hiện cho một trạng thái tham gia lực cầu yếu như vậy. Thế anh chị nghĩ rằng với một cái lực cầu yếu như vậy thị trường của chúng ta liệu có khả năng đi lên không ạ? Liệu có khả năng đi lên với những cái áp lực bán rất là mạnh ở bên trên không ạ? Những cái vùng khối lượng cực kỳ cao bên trên thì theo anh chị em chúng ta thị trường của chúng ta có khả năng không ạ? Đấy, em đặt một cái câu hỏi như vậy cho anh chị em ta thôi, hay những cái cây bán đây thôi mà thị trường với một cái vol bằng 1/2 thì anh chị nghĩ có đi lên đúng không ạ? Rất là khó chị nhá. Đấy, rất là khó. Nhưng với một cái phiên test trở lại đây thì chúng ta có thể kỳ vọng ngày mai là sẽ hồi lên bên trên thì chạm sẽ hồi lên bên trên. Vậy thì phiên giao dịch của ngày mai thị trường sẽ ra sao thì em đánh giá có khả năng thị trường chúng ta có thể sẽ hồi phục lên bên trên, trái ngược với nhiều anh chị em chúng ta đang nghĩ rằng thị trường ngày mai có thể sập mạnh, thì em lại đang view là có thể thị trường ngày mai sẽ có một nhịp hồi mà em sẽ gọi là nhịp hồi nhân đạo nhá, hồi nhân đạo. Thì cái nhịp hồi này có thể nó sẽ hồi được khoảng 14-15 điểm là điều bình thường, được chưa anh chị? Không quá bất ngờ nhá. Ngày mai nếu như thị trường của chúng ta nó hồi lên cái ngưỡng 1102, hồi lên cái ngưỡng 1103, không có gì bất ngờ, được chưa? Không có gì bất ngờ. Cái quan trọng nhất anh chị có thể nhìn giúp em đó chính là yếu tố về khối lượng ngày mai. Nếu như ngày mai thị trường hồi 14-15 điểm, khối lượng thấp như phiên giao dịch của ngày hôm nay hoặc là chỉ cao hơn phiên giao dịch của ngày hôm nay một chút thôi, thì đó rất dễ là tín hiệu về bull trap. Mà đó là cái mà em đang chú ý ở thumbnail với anh chị em ra, đó là tín hiệu về bull trap có thể xuất hiện, đó chính là phiên giao dịch của ngày mai. Anh chị chú cho em nhá, anh chị hãy cẩn thận trong phiên giao dịch của ngày mai. Nếu như thị trường có một trạng thái tăng 14-15 điểm với một cái khối lượng thấp thì đó chính là thời điểm mà anh chị em chúng ta hãy bán cổ phiếu mình ra và tuyệt đối không mua nhá, bởi vì anh chị em ta mua vào anh chị em ta có thể là bị kẹt hàng. Thế em sẽ lấy ví dụ cho anh chị em ta một cái dọa trước đây thôi. Khi thị trường của chúng ta có một cái trạng thái là giảm thủng đi cái ngưỡng hỗ trợ, em sẽ coi đây là giống vùng giá 1100 đây đấy. Sau khi có một trạng thái đó thì nó có một trạng thái là giảm điểm nhá, giảm hai phiên rút chân, sau đó nó có một phiên tăng đâu đó khoảng 14.6 điểm, và phiên đó chúng ta nhìn thấy được cái khối lượng trong một trạng thái thấp đấy. Có thể ngày mai thị trường chúng ta sẽ kéo lên một chút, có thể nó sẽ tăng lên bên trên đấy, anh chị thấy chưa? Thì sau cái phiên đó có thể thị trường sẽ bước vào nhịp điều chỉnh phía sau, thì ngày mai thị trường của chúng ta có thể sẽ tăng 14-15 điểm, tăng trên 1% là điều hết sức là bình thường nhá, hết sức là bình thường. Nhưng nếu như tăng với cái khối lượng thấp và nó chạm với cái ngưỡng cả ở vùng giá 1100 cho đến vùng giá 1105 điểm, ưu tiên cho em là anh chị em chúng ta hãy bán ra, bởi vì nó hồi lên mua thấp nó sẽ phải test trở lại nhé, nó sẽ phải quay trở lại test đã. Em chưa biết nó test thành công không, nhưng nó phải test cho em lại. Sau khi nó test thành công thì em mới bắt đầu sẽ xét tính sao đó, nó sẽ quay trở lại test. Test thành công thì hướng lên sẽ tham gia, còn không test thành công thì nhá, nó sẽ tiếp tục rơi nhịp tiếp theo, và có thể cái điểm rơi nhịp số 3 nó sẽ về đúng cái gap bên dưới là vùng giá khoảng 1040 điểm đây, được chưa? Đấy, bằng view của anh chị em ta rất kỹ cái điều đây để tránh cái việc ngày mai chúng ta nhìn thấy thị trường nó kéo lên một chút, thấy xanh một chút là ui rồi là anh chị em ta lại ui chỉnh xong rồi đúng không ạ, đáy rồi anh chị em ta nhảy vào múc đi đúng không ạ, múc mạnh vào anh chị em ta đúng không ạ, thị trường không chỉnh nữa đâu đúng không ạ, cẩn thận là ăn bô chị nhá. Đấy, em đưa cho anh chị em ta tín hiệu như vậy. Nếu như ngày mai thị trường hồi lên vốn thấp thì xem xét bán cho em đã, đợi test trở lại chúng ta tính sao, thế thôi. Ngày mai cái việc chúng ta cần làm là như vậy chị nhá. Còn nó mà giảm ngay mà thủng đi cái ngưỡng 1100 không chạm 1075 điểm thì chúng ta vẫn phải bán thôi. Nếu như ngày mai không may nó thủng đi đây thì chúng ta phải bán, bắt buộc phải bán thôi nhá, bởi vì nó gì, nó xác nhận rõ ràng là kể cả VN Index cũng sẽ mất cái cây bùng thà đây rồi, thì anh chị phải biết được cái nhịp bull trap này sẽ rơi rất là mạnh nhá. Đấy thì chú ý cho em, thì em đang view với cho người ta kịch bản mà em đánh giá cái kịch bản đó thì khả năng xảy ra rất là cao chị nhá. Còn cái kịch bản mà để thị trường của chúng ta ấy, ngày mai không phải là bull trap nhá, nó vẫn kéo lên như vậy, thì ngày mai cái khối lượng thị trường của nó phải cao lên, cao vót lên bên trên. Đấy, vượt qua cả cái cây đỏ gần nhất ở đây ngày 23 tháng 11. Đấy, vượt qua cái khối lượng đó khoảng 950 triệu cổ phiếu. Và gì? Và cái biên giá ngày mai tăng mạnh lên bên trên, phá vỡ cái kênh xu hướng giảm đây cho em. Đấy, nó vượt lên cái ngưỡng khoảng 1100, có thể vượt lên cái ngưỡng khoảng 1110 điểm cho em. Tăng càng mạnh càng tốt ngày mai thì ok, vượt qua kênh giá giảm đây cho em là ok nhá. Còn nếu không, nếu như nó cứ loanh quanh ở cái vùng giá bên dưới với tăng với cái trạng thái vùng thấp nhá. Tăng với trạng thái vùng thấp cho em thì cẩn thận cho em. Được chưa? Ngày mai chỉ có một cái điều kiện duy nhất để chúng ta an toàn thôi, là mà chúng ta có thể là xem xét để
mua thôi, là thị trường của chúng ta kéo một cái vôn nó đâu đó khoảng 950 triệu cổ phiếu và nó vượt lên kênh xuống dạng điểm ở đây, thế thôi, được chưa? Còn lại bất kỳ một cái vận động gì không phải là vận động để cho chúng ta mua mà vận động để cho chúng ta bán đấy. Anh chị nhớ xem kỹ từng cái mà em chia sẻ với anh chị em ta để ngày mai cho anh chị hành động cho đúng, anh chị ạ, hành động cho đúng, chúng ta không bị hành động một cách gọi gì, bị chúng ta bị FOMO quá, chúng ta nhảy vào chúng ta mua mà chúng ta không nhìn yếu tố khối lượng, có thể chúng ta sẽ bị mắc bẫy rồi chúng ta dính bull trap nhá. Nhịp rơi số 3 ấy, nó rơi, nó sẽ rơi rất là mạnh, mà khi nó rơi từ cái vùng giá khoảng 1000, em tính từ vùng giá khoảng 1075 đi, nó rơi về cái ngưỡng khoảng 1040 điểm đi, thì chúng ta mất khoảng 30 điểm. Mà mất khoảng 30 điểm thì anh chị em ta nghĩ tài khoản của anh chị em ta âm nhiều không? Âm rất nhiều đấy chứ không phải âm nhỏ đâu nha chị nhá. Đấy, chị lưu ý cho em cái kịch bản ngày mai thị trường có thể sẽ vận động như vậy. Để anh chị em ta sẽ có những góc nhìn. Đấy, cái kênh xuống giảm nó chưa phá thì chúng ta đừng có hy vọng thì chúng ta tham gia, bởi vì nếu anh chị em ta tham gia quá là sớm thì chúng ta có thể gặp những nhịp bull trap nó giống như cái đoạn đây chị này. Nếu như anh ta có thể nhìn thấy nhá, nó sẽ giống như những cái đoạn đây, chúng ta rất là dễ. Anh chị thấy không? Trong một cái xu hướng thị trường đang cắm xuống như bên dưới đây. Thì có phải là chúng ta cứ trả như hồi lên này, chúng ta tham gia. À, hồi lên đúng không ạ? Cũng xanh đúng không ạ? Nhưng vốn thấp, giảm chưa? Hồi lên tiếp này. Đấy, vốn thấp chưa? Vốn rất thấp đúng không ạ? Giảm tiếp. Đấy, tức là nó về kênh xuống đây, nó cũng giống đây về kênh xuống, mà cái khối lượng nó thấp, nó không phá được thì chúng ta sẽ không tham gia. Còn nếu như đến một ngày nó có một cây mạnh này, nó phá kênh xuống giảm đây. À, vốn vào thì mình tham gia. Đấy, ví dụ ngày mai nó phá kênh xuống giảm đó, vốn vào cực kỳ mạnh đây thì chúng ta tham gia thì thôi. Nhưng em đánh giá kịch bản đó thì nó cái tỷ lệ xảy ra không nhiều, có thể là chỉ khoảng 20 đến 10% thôi. Và em đánh giá là có thể chúng ta phải cẩn thận cái kịch bản bull trap cho em nhé, cẩn thận cái kịch bản bull trap cho em đấy trong phiên dịch của ngày mai, bởi vì em đang thấy được trạng thái của các nhóm ngành thực sự bây giờ nó đang vận động tương đối là lỏng, tương đối có những sự biến động đấy, nó khá là khó cho anh chị em chúng ta có thể là kiếm ngay được những khoản lợi nhuận anh chị nhá. Đấy, ví dụ như cả cái chỉ số như dòng chứng khoán này, anh chị nhìn những cổ phiếu như SSI đây, hiện tại anh chị nhìn thấy được nó biến động mạnh không ạ? Đấy, nó cứ phiên giảm này, phiên tăng mạnh này, được chưa? Lại phiên giảm này, đấy, phiên giảm sàn đúng không ạ? Phiên lại hồi lên này, đấy, giảm này. Đấy, chị thấy một cái biến động này nó chưa có sự ổn định đây, và chúng ta nhìn thấy rõ ràng một điều là con cổ phiếu SSI này nó gãy kênh này, nó gãy rồi, đấy, cái phiên này xác nhận nó gãy rồi, nó gãy rồi chị nhá, xu hướng ngắn hạn của nó là gãy rồi. Đấy thì nó đã gãy rồi và cái xu hướng ngắn hạn của nó rất khó tăng, và thế chị nghĩ được thị trường của chúng ta có tăng không ạ? Chứng khoán là cái nhóm đại diện cho thị trường đúng không ạ? Là cái avatar của thị trường mà nó đang bị không tăng rồi thì anh chị nghĩ được thị trường của chúng ta có khả năng tăng không ạ? Đây em vẽ cho anh chị xem, đây nó cũng gãy rồi, gãy đây rồi đúng không ạ? Đấy, hiện tại nó quay lên test cái kênh này thôi. Đấy thì đó là cái điều mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta. Đấy, anh chị em chúng ta phải có những cái góc nhìn thật là kỹ về thị trường anh chị nhá, chứ không phải ngày mai chị thấy thị trường lại kéo xanh giống như cái phiên dịch của ngày hôm thứ sáu lại hô hào nhau rồi lại ăn mừng chiến thắng luôn chị. Đấy, thế ngày hôm sau lại giảm đỏ tiếp, lại úp bô cho cái nữa thì là thôi kệ, không biết đường nào mà thoát đâu. Đấy, em đưa cho anh chị những cái tín hiệu như vậy nhá. Quan điểm của em bây giờ nói rõ với anh chị em ta, thị trường có dòng tiền vào vượt kênh em tham gia, còn không em đứng bên ngoài nhá. Đấy, rõ ràng như vậy cho anh chị em ta, và em đang đánh giá kịch bản có thể thị trường sẽ tạo ra những cái sự bull trap cho anh chị em ta. Đấy, anh chị em ta phải cẩn thận nhá, bởi vì trước những cái nhịp giảm bao giờ nó cũng sẽ có những nhịp nó kéo lên này. Đấy, chúng ta có thấy không ạ? Đấy, nó kéo lên này. Đấy, kéo lên chúng ta nghĩ rằng chỉnh xong đúng không ạ, rũ xong đây đúng không ạ, kéo lên đây và chúng ta nghĩ về đây đúng không ạ? Nhưng mà không, ngày hôm sau nó sẽ giảm ngay, nó sẽ giảm hay cả những cái đoạn đây thôi. Anh chị em ta nhìn nó sẽ có rất nhiều đây. Chẳng như nó giảm xong ạ, nó đi ngang 2-3 phiên, nó có một phiên kéo lên. Đấy, nó có một phiên kéo lên. Và chúng ta nghĩ rằng chỉ xong ạ. Đấy, hồi lên vùng thấp này. Hồi lên vùng thấp chưa? Test trở lại, rơi tiếp. Được chưa? Đấy, nó phải test trở lại nó sẽ rơi. Rơi. Đấy, khi mà hồi lên vùng thấp nó sẽ test trở lại và nó sẽ rơi. Hay cả những cái đoạn đây chị thấy không ạ? Nó giảm này, nó hồi lên này. Được chưa? Hồi lên nhưng mà vùng thấp này. Vùng thấp xong rồi, có tăng lên này, nhưng về sau vẫn gãy. Đấy, tức là đó cái rủi ro mà anh chị em ta cần phải nhớ cho em là khi mà thị trường hồi lên vùng thấp, đó là một trạng thái bull trap rất là cao. Đấy, có dòng tiền vào thì chơi, không thì thôi nhá chị nhá. Đấy, còn giai đoạn tới khi thị trường của chúng ta nó cân bằng thì anh chị vẫn chú ý cho em những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thép, đấy, và bất động sản công nghiệp anh chị nhá. Chú ý cho em những cái dòng cổ phiếu đó cho em, bởi vì có thể sẽ rút một cây sau, rút một cây có thể bên sau sẽ kéo trần ngay, giống như những cái đoạn trước đây. Đấy, chúng ta phải chú ý những cái nhịp, không phải đến khi thị trường của chúng ta có một cái phiên sàn chúng ta sợ đâu nhá, có thể phiên đó là phiên rũ cuối cùng đấy, trước khi thị trường của chúng ta bước vào nhịp tăng đấy. Anh chị em ta cẩn thận những cái trạng thái đó nhá, có thể anh chị em chúng ta mà chuẩn bị tiền đi, đến những cái thời điểm đó chúng ta sẽ có thể tham gia được. Đấy, còn bây giờ với anh chị em ta đang cầm cổ phiếu, đang có những vị thế đang lãi nhẹ, lỗ nhẹ rồi, đang vi phạm rồi, đang quanh giá vốn rồi, thì có hồi lên thì cứ bán ra cho em đã, đợi cái nhịp nó rũ đi tham gia trở lại. Đây giống như đây chị này. Đấy, giống thị trường của ta, giống như phiên này đang loanh quanh đây, có thể sẽ có một cái phiên rũ cuối cùng đây. Đấy, một cái phiên rũ khoảng 30 mấy điểm này. Đấy anh chị ạ, một cái phiên rũ 30 mấy điểm, và sau phiên rũ đó thì thị trường lại đi lên, và chúng ta nếu chúng ta mà không bán sớm, anh chị lại bán ngay đúng cái phần
cái phần giảm điểm mạnh đây chúng ta sẽ rất mệt. Đấy thì sau cái phần giảm đó đúng không, ngày hôm sau nó sẽ có một phiên kéo mạnh lên ngay lên trên. Đó, rất nhiều cổ phiếu có trần trong đó thì anh chị em ta chỉ cần sau cái phiên cùng cực đây thì chúng ta sẽ có ngay một thời điểm tham gia đây. Đấy, đấy là cái điều mà em muốn chú ý cho anh chị em ta nhá. Có thể như dòng cổ phiếu chứng khoán này, nó rũ xuống một cây đây. Đấy, rũ xong nhá, ngày hôm sau nó sẽ kéo ngay trần lại. Đó thì chúng ta sẽ mua thời điểm kéo đây, mà có thể test lại chúng ta sẽ mua thêm. Đó, đấy là cái điều mà chúng ta sẽ thấy được là khi mà người ta chán, khi người ta thấy thị trường sàn người ta sợ thì chúng ta lại bắt đầu quay trở lại giống như đây chị đúng không ạ? Đấy, chứng khoán hiện tại nó cũng đang giống như cái vùng bên trên này. Có thể mấy phiên nữa nó giảm xuống bên dưới. Đấy, nó giảm sàn ở đây. Xong ngày hôm sau nó sẽ kéo trần lại. À, chúng ta sẽ mua ngay ở phiên kéo trần đầu tiên. Và chúng ta gì? Sẽ có ăn có sóng về sau. Đấy chị đúng không? Chúng ta phải tư duy ngược như vậy. Bây giờ người ta vẫn hưng phấn, người ta vẫn bắt đáy, chúng ta không cần. Và chúng ta đợi đến khi thị trường có một phiên rũ, rũ xong phiên ngày hôm sau trần trở lại, mua ngay phiên đó chị nhá. Đấy, mua ngay phiên đó cho em. Đấy, và anh chị em ta khi đến thời điểm đó chị yên tâm, trên kênh của em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta, em sẽ bảo anh chị em ta hãy chuẩn bị tiền đây, ngày mai có thể thị trường sẽ cho tín hiệu đó, chị em hãy chuẩn bị tiền, ngày mai có tín hiệu như vậy vào mức thế thôi nhá. Em sẽ chia sẻ trên kênh của anh chị em ta. Còn anh chị em ta mà muốn tín hiệu sớm nhất, tức là có thể thời điểm đó chị em ta chưa biết mua cổ phiếu gì chẳng hạn, điểm mua điểm bán ra sao đấy, chị tham gia vào cái Zoom khách hàng của em. Anh chị có tài khoản tại VPS hoặc TCBS anh chị sẽ gắn ID của em. Với chị có thể tham gia theo thức là Zoom thu phí thì anh chị yên tâm, cái hệ thống của em sẽ nhận diện ra được những cái vùng thị trường có khả năng tạo đáy. Và anh chị chúng ta sẽ không bị sợ lỡ cơ hội đâu anh chị nhá. Em sẽ chia sẻ với anh chị em ta tất cả những cái thời điểm đó. Và anh chị em ta có thể tham gia vào Zoom cộng đồng, em để bên dưới cái phần bình luận của video. Và anh chị em chúng ta nhớ like video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho những cái chia sẻ của em anh chị nhá. Nhớ giúp em bằng một việc như vậy thôi. Và anh chị em chúng ta mà đam mê về chứng khoán, anh chị em ta muốn phát triển cái công việc về chứng khoán môi giới thì anh chị có thể liên hệ với em để tham gia làm cộng tác viên bên em. Thì anh chị em ta sẽ được đào tạo và chúng ta sẽ phát triển công việc này anh chị ạ. Đấy, và anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho những cái chia sẻ của em. Cảm ơn chị và chúc anh chị em chúng ta trong cái phiên dịch của ngày mai gần nhất sẽ đưa ra được những cái quyết định mua bán thực sự là hợp lý anh chị nhá. Cảm ơn chị. Hẹn gặp lại chị trong những cái video tiếp theo.